Senegal giành vé vào vòng 1 phần 8, sư tử Teranga dẫn đường cho bóng đá châu Phi. Vượt qua mọi khó khăn về lực lượng khi mất ngôi sao Sadio Mane, đội tuyển Senegal đã dương lên ngọn cờ đầu cho bóng đá châu Phi khi là đội đầu tiên giành vé vào vòng khờ nó châu World Cup 2022. Senegal bước vào World Cup 2022 với tổn thất vô cùng to lớn là không có được sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất Sadio Mane do chấn thương. Thậm chí, liên đoàn bóng đá nước này còn cố níu kéo hy vọng anh có thể kịp ra sân bằng cách vẫn điền tên trong danh sách tới qatar nhưng rốt cuộc đã không có phép màu nào xảy ra khi mane không thể sải bước trên thảm cỏ ở qatar để lại nỗi lo lắng không cùng cho người hâm mộ bóng đá senegal dẫu vậy mất mát này lại trở thành động lực để các cầu thủ chiến đấu kiên cường hơn thay cho cả người đồng đội đã khóc nức nở vì mất đi cơ hội ngay ở trận ra quân những chú sư tử Teranga đã thi đấu đầy kiên cường trước Hà Lan và chỉ chịu thua hai bàn ở những phút cuối. Tới trận đấu thứ hai của vòng bảng, Senegal xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Qatar với tỷ số 3, 1 để nuôi dưỡng hy vọng đi tiếp. Và tất cả đã thực sự bùng nổ khi họ tiếp tục đánh bại Ecuador để chính thức giành tấm vé vào vòng 1 phần 8. Chiến thắng trước đại diện Nam Mỹ quả thực vô cùng khó khăn. Phải mãi đến phút cuối hiệp 2, Email Sa mới mang về bạn mở tỷ số cho Senegal trên chấm 11m. Phút 67, Caicedo gỡ hòa 1, một, một cho Ecuador nhưng chỉ 2 phút sau, Koulibaly đã tái lập thế dẫn bạn. Trong những phút còn lại, các cầu thủ Senegal chiến đấu vô cùng ngoan cường để bảo toàn tỷ số. Để rồi khi trọng tài nổi còi kết thúc, họ đã gục xuống trên sân trong hạnh phúc. Những giọt nước mắt đã rơi khi Senegal tái lập chiến tích kỳ diệu năm 2002 sau đúng 20 năm, đội bóng này mới lại có thể vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup. Những cột mốc này có dấu ấn đậm nét của Alexis. Năm 2002, ông là đội trưởng đầu tiên đưa Senegal vào tới tứ kết World Cup. Tới tháng 2 năm 2022, ông là huấn luyện viên đầu tiên giúp Senegal giành chức vô địch AFCON. Và tới tháng 11 năm 2022, ông tiếp tục đưa Senegal giành quyền vào vòng 1 phần 8 World Cup sau 20 năm. Một nhân vật nữa cũng rất đáng được nhắc đến sau chiến tích của đội tuyển Senegal chính là cố tiền vệ Papa Bouba Diop. Vào ngày này cách đây đúng 2 năm, ngày 30 tháng 11 năm 2020, anh đã qua đời do bạo bệnh. Và sau chiến thắng trước Ecuador, các cầu thủ Senegal đã cầm tấm băng rôn tưởng nhớ Diop hướng về phía các cố động viên nhà. Nên nhớ, Diop chính là người đã ghi bàn thắng đầu tiên của Senegal tại World Cup 2002 vào lưới đội đương kim vô địch khi đó là Pháp trong trận mở màn của giải đấu. Bóng đá Senegal quả thực đang tạo ra rất nhiều cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Họ xứng đáng là cờ đầu cho bóng đá châu Phi tại World Cup 2022. Senegal là đội bóng châu Phi đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng tại giải đấu năm nay. Họ cũng là đội bóng châu Phi đầu tiên đánh bại một đại diện của Nam Mỹ tại sân chơi World Cup kể từ sau chiến thắng của Cameroon trước Colombia năm 1990, kết thúc 21 trận không thắng của lục địa đen trước các đội Nam Mỹ, thu 17 và hòa 4. Những chú sư tử Teranga cũng là đội bóng châu Phi thứ 6 từng giành quyền qua vòng bảng World Cup trong thiên niên kỷ mới sau chính họ năm 2002. Ghana năm 2006 và 2010 cùng với Algeria và Nigeria năm 2014. Ngoài ra, Senegal cũng là đội bóng châu Phi thứ ba có từ hai lần trở lên giành vé vào vòng khở nó châu sau Nigeria 1994, 1998 và 2014 và Ghana 2006 và 2010. Có một điều đặc biệt là bóng đá Senegal đã biết cách đứng lên mạnh mẽ sau thất bại năm 2019, họ thất bại trong trận chung kết AFCON và chỉ 3 năm sau đã là nhà vô địch. Senegal cũng là đội bóng đầu tiên bị loại tại vòng bảng theo luật FIEJ Play tại World Cup 2018. 4 năm sau, họ hiên ngang giành quyền vào vòng 1 phần 8 mà không có ngôi sao sáng nhất là Sadio Mane. Nhìn vào thành công của Senegal, hẳn các đội châu Phi còn lại khác như Morocco, Tunisia, Cameroon và Ghana sẽ thêm quyết tâm để làm rạng danh lục địa đen tại World Cup 2022.